Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta đang ngồi ở một không gian rất là đẹp và rất là lạ nữa. Đây chính là không gian của nhà hàng quán họ Hứa. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Hứa Duy Ngọc. Anh Hứa Duy Ngọc là chủ nhà hàng và chị Ngọc Dung là mình. chị làm MC à? Em mới là MC mà, em Trần Anh mới là MC mà. Quên mất. Anh Ngọc này, được biết quán họ Hứa của anh thì rất nổi tiếng về những món ăn đặc sản vùng miền, ví dụ như là Tây Bắc hay là gỏi cá mè Bắc Giang. Thì anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết cái món mà anh tâm đắc nhất hay là đặc sắc nhất của quán này không ạ? Chào em nhé. Dạ. Nhắc đến quán họ Hứa thì người ta nghĩ ngay đến gỏi cá. Vâng. Và nhắc đến gỏi cá thì chắc chắn là phải ăn ở quán họ Hứa. Không biết là anh có nói nó có quá không, nhưng anh cũng cảm nhận được là những khách hàng, những người đến nhà anh thì mọi người đều đánh giá là như vậy. Dạ. Đó là những cái thương hiệu mà những năm qua anh và những cộng sự đã tạo ra nó. Em thì cái món gỏi cá của anh ấy thì cũng em cũng được một người bạn giới thiệu, bởi vì là người bạn cũng đã đến quán của anh. Đó thì nhưng mà người bạn đó của em chia sẻ là cái món của anh nó rất là công phu. Em không hiểu là cái sự công phu của nó nằm ở đâu của anh. Công phu à? Dạ. Anh nghĩ rằng diễn tả một cái từ gì nó quách hơn. Bởi vì một cái món ăn thường bình thường thì người ta chỉ làm mất khoảng 1 tiếng là nhiều. Nướng con gà là lâu nhất, nướng con cá là 1 tiếng. Nhưng cái món của anh làm, nếu mà đúng là khi chúng ta về quê hay về những cái vùng miền mà làm gỏi cá, đặc biệt là về vùng Lý Viên Bắc Giang của anh, để ăn cái món gỏi cá được các cụ ở trong làng hay những người cao tuổi họ làm cho, thì chắc chắn hôm nay có một bàn khách thì phải đến từ các cụ, phải làm từ 6 giờ sáng đến khoảng 12 giờ trưa. Sớm vậy. Bởi vì cái khâu mà làm cái gỏi cá nó rất nhiều. Từ cái khâu em đi lấy lá, không phải một loại lá đâu, 5, 10, 15 loại lá. Sau đó em đi bắt cá, mổ cá, sơ chế. Và đặc biệt để con cá mè nó không tanh ấy, thì chúng ta phải rất cầu kỳ để mới làm con cá nó không tanh được. Khi mà em làm cá xong rồi thì em còn phải nấu bổi nữa, gọi là bách vị cung đình. Ở nhà hàng anh gọi là bách vị cung đình, nhưng nó ở quê thì gọi là hạt hay là bổi. Thì nấu ra cái bổi đấy nó cũng mất rất nhiều thời gian. Đấy, sau cộng với các loại gia vị mà chúng ta ngồi ăn, chúng ta mới có một cái bữa ăn gọi là được đúng nghĩa là thưởng thức. Cái bổi liệu rằng nó có phải là cái chính ở trong cái món, tạo nên cái đặc sắc nhất trong cái món cá của anh? Chuẩn. Gỏi cá thì người ta gọi là gỏi cá. Dạ. Nhưng cá ở trong cái món gỏi nhà anh ấy, nó chỉ là phụ thôi. Cái chính của nó đứng số 1 đó là nước chấm bách vị cung đình. Cái thứ hai là rau rừng. Và cái thứ ba là gia vị. Và thứ tư mới là cá. Ôi, cá mè mà lại nó còn đồ tanh, đồ tươi sống đúng không anh? Vậy thì chị Dung này, em hỏi chị là phụ nữ thì chị có ăn được gỏi cá mè không? Ăn được chứ. Và ăn được rất nhiều và rất ngon. Thực tế thì trong 2 năm qua khi mà anh chị làm món gỏi cá ở quán họ Hứa thì không phải là chỉ phụ nữ đâu, cả đàn ông có rất nhiều người đến và lúc đầu nói với chị là không ăn gỏi. Thứ nhất là không ăn gỏi và đặc biệt là cá mè thì không ăn bởi vì nó rất tanh. Nhưng mà trên thực tế thì khi mà chị hướng dẫn và chị chia sẻ với họ về cách làm món gỏi cá thì họ ăn và ăn rất ngon, ăn rất nhiều. Thậm chí là người lớn tuổi ăn được, đàn ông ăn được, phụ nữ ăn được và những bạn học cấp 2 thôi, học cấp 3 đều ăn được. Thế chị đã chia sẻ như thế nào về mà người ta, thậm chí là những cái bạn trẻ như vậy cũng ăn được gỏi cá? Đầu tiên thì cá mè phải là cá mè danh, mè ta. Nó chỉ khoảng từ 8 lạng đến 1 cân, 1 cân 2 thôi. Thế và con cá đó khi mà mình lấy bắt về thì mình sẽ lọc chỉ lấy 2 cái thân thôi. Ví dụ 1 cân cá mình chỉ lấy được khoảng 3 lạng thân cá thôi. Thân là 2 cái bên hai của cái, nó. 2 cái bên phần thịt ngon nhất của cá. Sau đấy là mình lột da, rút xương và ngâm rượu gừng 50 độ. Thế và bởi vì trong lúc đầu ấy thì chị chỉ làm một loại gỏi thôi. Nhưng mà trong quá trình bán hàng thì chị mới thấy một điều là có rất nhiều người có những sở thích khác nhau. Và khi nói đến gỏi thì nhiều người lắc đầu luôn và không ăn. Chính vì thế mà anh chị đã làm ra 3 phần gỏi. Phần thứ nhất gọi là gỏi khô. Phần thứ hai là gỏi ướt. Gỏi về phần gỏi khô về cơ bản là chín rồi. Phần thứ hai, phần gỏi ướt là cá tươi, vắt chanh và trộn rừng mẹ. Trước đấy thì nó đã được ngâm rượu gừng rồi, sau mình vắt chanh thêm một lần nữa
Và khi mình cuốn gỏi khô gỏi ướt đó và mình chan nước sốt của nó lên, và cái nước sốt vẫn còn đang sôi như vậy thì là hoàn toàn chín và ăn nó sẽ rất là ngon. Thêm một phần gỏi sashimi nữa là để dành cho những người mà họ thích ăn cá tươi nguyên chất luôn. Và tất cả mọi người đều ăn và đều cảm nhận, và ăn đến khi chị cuốn gọi cho khách thì mình đến miếng thứ hai thứ ba là họ sẽ không cần chị cuốn nữa, họ tự cuốn tự túc luôn đúng không anh? Tự túc ăn rất ngon. Anh thấy là Trần Anh cũng đang thèm sao phải không? Anh nói đúng đấy, bởi vì là khi mà chị miêu tả về cái cách làm ấy, em thấy nó quá là công phu đi. Có khi là chốc nữa khi là phải nhờ anh chị làm cho một bàn phải không ạ? Anh nhìn thấy là cái lúc mà nói đến nhắc đến gỏi ấy, như em cũng là người thích ăn gỏi đúng không? Vâng anh. Em cũng là người ở quê, và khi mà còn bé thì em cũng thấy là bố em hay là các chú cũng tự làm, cũng là gỏi cá mè anh ạ. Và em thấy là cái cách mà sơ chế cái con cá cũng rất là công phu, dùng giấy báo để lau khô, sau đó là cũng có cả thính nữa. Đó, em thấy là cái món gỏi cá mè nó công phu như vậy thì với anh là một người đàn ông văn nội ngoài xã hội như vậy thì em thấy là anh cũng đặt tâm đắc rất là nhiều về cái món cá này. Rồi. Vậy thì cái điều gì mà trong suốt quá trình sự nghiệp của anh thì anh cảm thấy tâm đắc? Tiền. Tiền? Ừ. Tại sao anh? Có phải không? Anh nói thế có phải không? Em cũng không biết. Bởi vì là cái quan điểm của em cũng khá khá giống của anh, nhưng mà em muốn hỏi sâu thêm một chút là tại sao là một cái câu mà anh nói rất là dứt khoát đó là tiền. Thì đúng là tiền đấy. Bởi vì không vì tiền thì chúng ta cũng đâu có làm ra cái quán họ Hương, và chúng ta đâu có kinh doanh cái món gỏi cá. Nhưng tất cả nó chỉ là mục đích thôi. Cuối cùng thì chốt lại thì anh cũng làm bằng đam mê, bằng sự đam mê thực sự. Trong cuộc sống thì anh hay em, chúng ta mỗi người một nghề, sau phân công rồi. Anh thì làm nhà hàng bán gỏi cá, còn em thì làm MC ở đây. Nhưng mà cái tâm đắc nhất của anh trong cuộc sống, ngoài sự nghiệp ra, thì anh còn thích tiền, thích sự nghiệp, thích có nhiều bạn bè. Và đặc biệt nhất là anh rất tâm đắc về gia đình của anh. Tức là với em á, thì em nghĩ thêm một cái này nữa là về sức khỏe nữa. Ừ đúng. Đúng ạ, về sức khỏe, cho dù chúng ta có kiếm nhiều tiền hay cho dù chúng ta làm rất là nhiều công việc nữa, thì cái sức khỏe chúng ta vẫn phải giữ. Và cái hạnh phúc gia đình là cái quan trọng. Còn bản thân em như anh vừa nói là em làm MC đúng không ạ? Thì tất nhiên là em cũng làm vì đam mê, nhưng mà em cũng làm vì đam mê. Không, cái đấy là cái đam mê. Có nhiều người bảo là không biết mình có sống có được ai quý không? Dạ. Thì anh thì bảo là mình có phải là tiền đâu mà để nhớ ai cũng quý được mình đúng không? Nhưng mà anh thấy là anh bán gỏi cá là cũng rất nhiều người quý anh đấy. Giống như kiểu là bây giờ bọn em trẻ có một câu nói vui là có một người đàn ông ấy mặc cái áo gì cũng đẹp. Nói chuyện là Bác Hồ trong tờ 20.000 mặc cái áo màu xanh đúng không ạ? Đúng 50.000 áo màu đỏ, tất cả đều đẹp hết. Và ai cũng đều yêu, đều quý đúng không ạ? Chị Dung ơi, anh Ngọc ấy, thì anh ấy làm sự nghiệp như vậy rồi. Thì chị có sợ lúc nào đấy mà anh ấy ra ngoài mà anh say đắm một cái đối tượng nào tươi trẻ không? Cẩn thận em ạ, nguy hiểm lắm. Câu này em hỏi chị mà, em hỏi chị mà. Dạ. Không, em nghĩ là đặt câu hỏi này để anh... em biết là anh chị hiểu nhau rồi, nhưng mà cũng rất là mong muốn là những người mà quý anh chị biết xem là... Sợ chứ. Sợ không? Sợ thì cũng sợ, nhưng mà nhiều lúc cho đi bớt, không vì khỏe quá chị mệt. Anh đã bán thuốc sinh lý. À, bạn của anh. À, bạn anh. Bạn anh bán thuốc sinh lý và cho anh uống rất nhiều, nên nhiều lúc là thôi ra ngoài say nắng một tí cũng được. Em thấy là anh chị rất là hạnh phúc. Vậy thì chị lấy anh ấy thì với chị là sự nghiệp và gia đình của, tức là gia đình của anh chị và cái sự nghiệp của anh, thì theo chị cái nào chị cảm thấy nó quan trọng? Gia đình. Chị muốn hỏi lại là em muốn hỏi chị là sự nghiệp của anh hay là sự nghiệp của anh và hạnh phúc gia đình, với chị thì cái gì là quan trọng hơn? À, tất nhiên là cả hai rồi. Bởi vì nếu như chị là phụ nữ thì gia đình là quan trọng. Tất nhiên là nếu như mà mình không có sự nghiệp thì nhiều lúc cũng hơi buồn và nhàm chán. Nếu như mình biết cân đối được cả hai thì sẽ tốt hơn. Nhưng còn nếu câu hỏi đó là để dành cho anh, giữa gia đình và sự nghiệp của anh thì với chị thì cả hai đều rất quan trọng.
Bởi vì sao mà em hỏi cái câu này? Bởi vì là cái câu này là em nghĩ là rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là ví dụ như là anh chị là hai người cùng làm kinh doanh, đúng không ạ? Vậy thì cái câu hỏi này là có những người mà người ta hỏi là thế nào là người đàn ông hoàn hảo, thế nào là người phụ nữ hoàn hảo, đúng không ạ? Nếu như bạn muốn người đàn ông của mình hoàn hảo thì hãy để cho anh ấy, tức là ví dụ là anh đi kiếm tiền rồi, đúng không ạ, thì sẽ không có thời gian nhiều cho chị nữa, thì lúc đấy nó không còn là hoàn hảo nữa đó. Thì em muốn hỏi như vậy để mà để cho những người mà người quan tâm và quý anh chị người ta sẽ hiểu hơn, biết hơn đó, đúng không ạ? Vậy thì đầu năm 2020 này thì có một cái nghị quyết là thổi nồng độ cồn mà anh chị lại là kinh doanh về quán nhậu, đúng không ạ? Vậy thì cái điều này nó có ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh của gia đình mình? Anh nghĩ là có đấy. Có. Trong thời gian đầu thì chắc chắn là có. Nhưng anh đã chọn nhà hàng, kinh doanh nhà hàng, tức là mở mắt là ăn, không ăn ở đây thì ăn ở chỗ khác. Dạ. Và tất cả mọi người đều phải có nhu cầu ăn và nhậu. Đúng rồi. Và đặc biệt cái nhà hàng của anh sinh ra nó là phục vụ cho mục đích là ăn nhậu, cho mọi người đến giao lưu vui vẻ. Thì cái việc mà uống rượu xong bây giờ nhà nước đưa ra cái nghị định đấy thì chắc chắn thời gian đầu bất kể nhà hàng nào cũng bị ảnh hưởng. Nhưng anh nghĩ một thời gian sau thì anh nghĩ rằng nó sẽ ổn. Cũng giống như ngày trước ấy, mấy năm trước là lúc mà nhà nước mình đưa ra cái yêu cầu là tất cả nhân dân là bước chân ra đường là đều phải đội mũ hiểm khi đi xe máy. Thế nhưng nhiều người bảo là tôi đi từ cửa ra đến chỗ mua thịt tôi phải đội mũ. Lúc đấy mọi người cảm giác việc đó nó rất chi là khó khăn. Nhưng bây giờ thì nó có sao đâu, bây giờ tất cả mọi người đều rất quen việc đó. Thế là cái việc mà bây giờ đi ô tô bị phạt 40 triệu, đi xe máy bị phạt 5, 10, 7 triệu hay 10 triệu. Có thể bây giờ mọi người chưa mất tiền, đến lúc bản thân em bị mất tiền thì cả gia đình em sẽ biết. Đúng rồi. Anh mất tiền thì cả họ của anh biết, bạn bè anh biết, rồi những người quen của anh đều biết. Thì tất nhiên là cái truyền thông của anh đến mọi người nó sẽ, tức là mình truyền miệng thì sẽ làm cho dần dần là mình thành một thói quen. Thế thói quen rồi thì mọi người sau này thì những người mà ở gần thì uống ở xa. Ngày xưa ví dụ như ở nhà anh ở Hà Đông thì anh không uống rượu Hà Đông mà anh đi tận phố cổ anh uống. Mọi người ở phố cổ này về tận ở Hà Đông uống thay đổi. Đúng thay đổi. Thế bây giờ thì mọi người khi lại co hẹp lại. Tôi Hà Đông thì tôi uống ở Hà Đông thôi, tôi không lên phố nữa. Em được biết là có các cái quán nhậu bây giờ người ta có cái dịch vụ là sau khi khách nhậu gọi là say quá phê quá là có nhân viên đưa về. Quán của anh có cái dịch vụ đấy không? Quán anh đã từng có là với phương châm là uống rượu bia thì không lấy xe. Cách đây anh làm lúc khoảng độ hơn 1 năm về trước. Anh đi trước thời gian luôn đấy. Nhưng thực tế thời điểm anh làm ấy thì nó lại không phù hợp với việc ăn uống. Anh có hoạt động là có cái việc anh có làm trong vòng khoảng độ 6 tháng nên không hiệu quả, cùng là anh bỏ. Nhưng mà có khi là bây giờ anh em mình lại hợp tác với nhau lại được đấy. Nó được như nào anh? Anh em mình tạo ra một cái app gì đấy giống như Grab ấy. Bây giờ Grab thì có rất nhiều xe, những người nhiều cái ô tô gộp lại thì anh em mình gồm Grab mà có rất nhiều ông lái xe. Vậy là cái app này là chuyên phục vụ những người gọi là say xỉn lát rượu. Không, tức là những người lái xe ở gần mình, có thể mình đi ô tô đến đây mình uống rượu xong rồi mình lên cái app mình xem là có ông nào gần đâu, mình tích một cái ông đến ông đưa mình về. Có khi cái đấy ý tưởng của anh, có khi anh nói là đây có khi có người này người ta lại lấy mất đấy. Chưa biết được, nhưng anh thích nhất là lái xe nữ. Lái xe nữ ạ? Tại sao anh? Bởi vì vợ anh lái rất chuẩn. Là đưa anh về đúng không? Đưa anh về tận nơi đúng không? Đưa lên tận giường luôn đúng không anh? Vâng ạ, cuộc trò chuyện rất là vui. Vậy thì ngày hôm nay thì em muốn là anh cũng là hay là chị cũng là những người kinh doanh rồi, là cũng lăn lộn trên cái cuộc sống rất là nhiều rồi, vậy thì anh có cái lời khuyên nào cho các bạn trẻ hay là các cái chủ nhà hàng khác về cái gọi là một chút quan niệm cuộc sống của anh? Anh thì cũng nói thật là tuổi chưa nhiều. Dạ. Chỉ nhiều với các cháu thôi, chứ còn với các em ở đây hay những người bạn thì mình còn ít, nên bảo là mình đóng góp mình chia sẻ một cái gì nó cũng khó. Thôi thì mình có lời khuyên rất khó. Dạ. Thì thôi thì anh thì cũng chỉ có mấy cái điều thôi ở đây, tức là những trải nghiệm của anh về cuộc sống, về công việc này, về sự nghiệp này, về bạn bè này, những cái gì anh đi qua. Dạ. Thì anh cũng chỉ nói một câu là tiền rất quý, nhưng tất tiền thì không thể làm được, tức là người ta tiền thì quý rồi nhưng không thể có tiền mà chúng ta mua được những cái quý giá giống như là tình bạn này, tình yêu này, đúng rồi, và gia đình. Và đặc biệt thì với anh ấy thì
anh rất quan niệm về vấn đề gia đình, vì gia đình thì nó mới là một cái mà quan trọng và cái mục tiêu lớn nhất của đời người. Mà mọi người cứ nghĩ rằng chúng ta đi kiếm tiền, chúng ta làm sự nghiệp, nhưng thực tế như tất cả những sự nghiệp đó thì chúng ta phục vụ gia đình nhà mình thôi, và phục vụ cho gia đình nhà mình và phục vụ cho gia đình của những người nhân viên của mình. Thế vậy thì cái mấu chốt cuối cùng thì vẫn là gia đình. Thế còn chị Dung, anh thì là hướng về gia đình là nhiều, còn chị là một người vợ trong gia đình đúng không ạ? Vậy thì cũng là sắp đến năm mới rồi, chị có một cái lời chúc nào đối với cả quý vị khán giả không ạ? Với chị thì gia đình luôn là điều quan trọng nhất, và cả anh cả chị thì đều luôn hướng đến điều đó. Và cũng có nhiều những người bạn bè của chị cũng nói rằng là rất là ngưỡng mộ cái tình cảm của anh chị. Chị nghĩ rằng là để có được điều đó thì phải cả hai người cùng vun vén. Bởi vì muốn có được một gia đình hạnh phúc mà nếu như mà chồng xây vợ phá hoặc là vợ xây chồng phá thì không thể được. Nên là mình sẽ để xây một cái gia đình hạnh phúc như vậy thì với chị, với cái kinh nghiệm của chị, đấy là với những người vợ thì nếu như chồng mình không thích điều gì đó ở mình thì mình thôi không làm điều đó nữa. Và ngược lại, các ông chồng cũng như vậy, hãy bỏ đi những cái thói quen mà người vợ mình không thích, và từ đó thì mình sẽ tạo dựng nên một cái sự hòa hợp giữa vợ và chồng. Và còn nếu như mình cứ làm theo cái sở thích của mình mà đối phương không thích, mà để tạo được một cái sự hòa thuận thì là điều vô cùng khó. Thì khi tạo nên sự ức chế đúng không ạ? Đúng rồi. Và không thể nào mà hòa thuận, không thể nào hạnh phúc được. Đúng rồi. Và, thế còn lời khuyên, lời chúc cho các quý vị khán giả sao? Chị chưa chưa trước này. Và sang năm 2020 thì mình cũng chúc cho tất cả những người thân yêu, những người bạn của mình có một năm mới có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Và cảm ơn tất cả những người khách hàng trong suốt 2 năm qua đã luôn ủng hộ cho công việc kinh doanh của vợ chồng mình. Và hy vọng rằng mình sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa từ các vị khách quý của nhà hàng Quán Họ Hứa. Và vừa rồi là lời chúc của anh Ngọc cũng như là chị Dung tới tất cả quý vị khán giả. Còn với tôi thì năm cũ sắp hết, năm mới sắp tới, chúc quý vị gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.